Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vui Tạc Dinh My. Ok, chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời. Hôm nay cũng là buổi sáng rồi. Như thường lệ quảng cáo chị ăn thị ở giây thứ 10 cũng như là phút thứ 5 và phút thứ 10. Các bạn dạo này ủng hộ mình ít quá. Từ ngày hôm nay trở đi nhớ ủng hộ mình, kích quảng cáo cho mình nhiều nè, để mình còn có tài nguyên mà mình phát thưởng cho mấy bạn về sau nữa. Tầm ngày mai, ngày mốt thì mình sẽ làm trò chơi, rồi lần này số bạn được nhận thưởng mình sẽ tăng lên 5 bạn đó nha. Cho nên các bạn ngày hôm nay nhớ kích quảng cáo cho mình thật là nhiều nè. Và hôm nay mình cũng sẽ làm một cái đợt cập nhật nick để mình ngày mai mình sao ạc cho mấy bạn nữa, thấy chưa? Mình rất là quan tâm với các bạn luôn, nên các bạn nhớ phải ủng hộ mình nhiệt tình nha. Rồi, ok. Trước tiên mình gửi lời chúc các bạn một buổi sáng thứ tư, hôm nay thứ tư, một buổi sáng thứ tư thật là tuyệt vời nha. Nếu tối mình rảnh thì mình được mình đi chiến trường, hôm nay thứ tư có chiến trường. Nhưng mà nếu rảnh thôi, còn nếu mình bận thì thôi nha các bạn. Rồi, ok, xem clip mình nhớ subscribe cũng như là kích quảng cáo cho mình thật là nhiều nha. Thì bây giờ mình làm một cái clip hôm qua, ở clip trả lời câu hỏi của mình. Có một bạn, bạn ấy nói là làm clip đánh phó bản ác mộng Kaku cùng với Senji Haki. Cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện cái điều mà bạn ấy muốn. Tại vì mình có nói là bạn muốn mình làm clip đánh cái gì thì các bạn nói thì mình sẽ làm ngay. Cho nên hôm nay là mình bắt buộc phải làm thôi. Rồi, ok, bây giờ thì mình vào Mirella để mình bắt con Senji Haki đó. Đâu rồi, đậu phộng của Mirella nó cũng biết núp rồi. Xe mình nó to quá, nó che hết mẹ Mirella luôn. Rồi giờ mình phải bắt buộc mình phải trả một thanh niên nào đó về sở thú à. Ui, thanh niên nào cũng đang huấn luyện hết vậy. Có con Marco nè, Marco này để trưa nay mình sẽ test Marco. Ok, trưa nay mình test Marco đi. Còn bây giờ thì mình bắt sẽ lại Senji Haki đã. Rồi, ok. Mình sẽ vừa dồn đồ đạc, tất cả đồ nào ngon nhất mình, đồ của Jimbe mình truyền cho Senji Haki nè. Đó. Lấy thêm cái nhẫn của Baruch nữa. Đâu rồi, đây. Rồi còn lại thì tất cả thành viên khác thì mình sẽ chuyển tập trung sang cho búp nổ, để búp nổ cho Senji, mặc dù là Senji nó hồi nổ cũng rất là ngon rồi. Ok, bà đốt thì cho hết búp nổ hả? Hết tướng búp nổ thì thôi, mình đi vậy thôi được rồi. Đây, đàn hình của mình bây giờ mình sẽ đi là Senji Haki. Đấy. Chấp bờ đứng trước, Mirella này và rút thay ra luôn đi. Đó, trận hình mình sẽ đi như này thôi được rồi đúng không? À, vậy thì mình sẽ để lại trận hình cũ đi. Đó, Jim Bell nè, Lao nè. Rồi, để em vậy đây cho nó chắc bạn ơi. Bây giờ mình chuyển sang trận hình này chơi cho khỏe. Chấp bờ đâu? Nhưng mà chính ra sau đây. Thằng Senji thẻ lai. Đây, 25, 50, 75, 100 hả? Rồi, thì thôi, 25, 50, 75, 100 đó. Đội hình quá chuẩn các bạn ơi. Rồi bây giờ thì còn gì mà ngại gì mà chiến nữa. Mình hôm nay mình sẽ đi phó bản ác mộng Kaku cùng với Senji Haki nha. Đối thủ của mình là một thanh niên rất là nguy hiểm đấy. Sao mà túi đầy riết rồi, mình không có biết làm sao để cho nó đỡ chật túi đây. Ui, sự bực cảm mình. Rồi hôm nay mình sẽ đi chiến đấu cùng với thanh niên Kaku. Một thanh niên dòng họ mình cũng không biết với Kakao hay là ca uống nước gì đây. Đây, mình sẽ lùi lại cho bạn xem. Rồi Kaku, đây là Kaku mũi dài dòng họ với Kakao. Cacao cà phê hay là cao uống nước gì đó mình cũng không rõ nữa. Mình chỉ biết là bây giờ mình sẽ giết nó thôi. Rồi dạ. Trận hình ổn định chưa? Rồi sẽ đi Haki nha. Bây giờ thì mình sẽ vào chiến thắng đầu tiên. Nó cầm đao hung hăng quá các bạn ơi. Rồi mấy em chuẩn bị tinh thần chết rồi cái gì. Cú đá lửa. Anh Senji thì sinh ra chỉ để đá rồi. Mình đã nói rồi. Mình đã nói rồi. Nó sinh ra chỉ để đá thôi các bạn ơi. Cực kỳ là những cú đá mạnh mẽ. Rồi các bạn nào comment kêu mình làm clip này thì phải xem video này và kích quảng cáo cho mình thật là nhiệt tình nha. Mình đã làm theo điều mà bạn muốn thì mình, các bạn phải ủng hộ mình đấy. Mày lao mà còn quá mạnh các bạn ơi. Thế này thì làm sao mà ai chịu nổi. Anh sinh ra để đá rồi mà anh còn hút thuốc thế này nữa. Mày con. Rồi hai đứa kia chết chắc với mình rồi. Chưa có nổ à. Ui, thằng Senji nó chặn đòn, bây giờ mình để phía trước cho nó chặn đòn là được rồi. Cú đá lửa, đó là cú đá lửa đốt cháy cả, đốt cháy cả quần áo người ta. Thế mà ai chịu nổi. Cỡ đó, đau phải cỡ đó đó. Mẹ con, chấp bờ cũng biết đánh người. Rồi, rồi có nổ rồi, có nổ rồi. Mẹ lão, chưa chết rồi à. Nhưng mà mục tiêu sẽ bị không thể tích nổ nha các bạn. Đấy. Cho nên trong cái trường hợp này là không có đứa nào mà có nổ với mình nữa. Chết đi, chết đi. Rồi, còn con này Senji cho một suất rồi chết chứ đâu mà. Hãy xem cú đá liên quan của ta đây. Chết luôn. Giận mặt hả. Senji mặc dù mẹ gái mà khi đánh nhau cực kỳ hung hăng. Rồi đây là những cái con người khổng lồ, bao gồm cả con ếch samurai, một thanh niên cầm chày cầm cối đi giả gạo, và thanh niên kia là đi đốn củi mà không lo đốn củi đánh nhau. Kiểu này là về là má la hơi dữ dằn nữa bạn. Chà chọc tao có nộ à, tụi mày liều lắm rồi.
mấy thằng thấy mấy thằng tấn này tấn công toàn bộ địch nên nó tăng nổ chúng ta rất là ngon các bạn. Rồi có nổ nguyên tem vãi vãi cái linh hồn ăn suốt đi. Rồi cha ra con cóc samurai là mình chắc chắn là nó chuẩn bị mổ bụng rồi đó, nó tinh thần võ sĩ đảo nó là nó mổ bụng nó chết rồi đó. À, thanh niên này làm gì vậy? Chém chép gì vậy? Rồi con samurai này không biết có chết không biết. Ui da, ghê ghê như là thần trưởng á, nó gọi là như là rồi không rồi xong rồi xong rồi xong anh cóc rồi. Anh giơ hai bàn tay ra nó nháo đá vậy. Này tiếp theo là mình sẽ đánh cái anh vàng đốn củi, anh không lo đốn củi mà anh lo đánh nhau về má la nè. Rồi em nghe cứ nghe hàm răng em cười đi. À, em cứ đánh đi đấy, giảm tấn công nè. Rồi em xong rồi đó, em xong rồi đó. Ủa chưa chết hả? Con lì đòn vậy kìa. Hôm sau đằng nào cũng chết sớm thôi. Wow chặn đòn ghê vãi, để xem gì nó chặn đòn ghê quá bạn ơi. Sau đó nó đá người ta rồi nó còn giảm tấn công nữa, quá ngon, một cái tướng quá là ngon đấy. Tí nữa mình phải đem thử ai đánh bị cùi bắp đó mà. Tí nữa mình phải mang đi pháo bạn thử một dáng coi thử nó đánh đấm thế nào nha các bạn. Ui sẽ làm gì vậy, không biết nó đá cái gì nữa, cú đá lửa mà. Rồi tiếp theo là cái thằng chó điên này mình rất là ghét nè, nó có chiêu phòng ngự tuyệt đối cho nên mình sẽ cố gắng giết nó trước khi nó dùng phòng ngự tuyệt đối nha các bạn. Rồi tốt nhất là banh sát đi. Rồi tiếp tí nữa có nổ là nó ý già bị mê hoặc rồi, anh không thể nào mà dùng chiêu nổ được, hay quá bạn ơi. Tao cho mày có nổ luôn mày cũng không làm được tao. Rồi bấm nổ lên chứ. Ủa sao chưa có nổ nữa, ui sự vãi, nó có nổ rồi kìa. Ấy Mirala đâu mày mê hoặc nó giùm tao coi. Ừ hay quá, như mình chính giết luôn rồi ấy, giờ chết luôn rồi, anh chưa kịp dùng chiêu nữa, lần này là tuyệt vời rồi. Rồi con đầu bếp hả, mày đập xong đập nồi đi, đập son đập nồi đi. Rồi không thể tích nổ 556k nha các bạn, không phải dạng vừa đâu mày mày hả con. Rồi chắc là chết chắc rồi. Ui xì chết cho tay chấp bờ mới nhục quá chứ, nhục nhã nè. Liên hoàn cướp, ui ấp Mirala giết người à. Đậu vọng. Rồi đúng là Kenji nó sinh ra chỉ để đá thôi bạn ơi, những cú đá của nó là cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ liên hoàn luôn, không ai sẽ đỡ được cú đá lửa của nó. Người ta đá bình thường đã muốn chết rồi, này đá cả lửa luôn. Rồi thằng này rất là nhiều tóc nha các bạn, mình cũng cảnh báo nó luôn, càng nhiều tóc thì mình đá ra lửa thì càng dễ cháy tóc chứ có gì đâu. Mặt rất là sầu đời. Mặt em rất là sầu đời, em là một pháp sư rất là giống Đường Tăng ấy, em chuẩn bị đi thỉnh kinh đi, sao mà không lo thỉnh kinh đi, về đánh nhau ấy. Bạn thấy ghê không, tóc nó ghê không ấy, một con còn chưa chết nữa. Sao phải tưởng nghĩ xem dây đánh tăng là trắng máu không vậy, đánh lòng kìa. Mẹ quạt được hai em quá ngon. Rồi bây giờ là còn ui tên đen này là giảm tấn công rồi, khỏi nói. Rồi Sanjay bây giờ thì mình sẽ tập ui ác, cái con nghe sẽ đánh vào nhà vậy. Tóc em dài quá, em bị mê hoặc luôn, em bị mê sản luôn à. Ui mày chết đâu, chưa chết đúng không? À chết rồi. Rồi cái kiểu này có nộ là ba đứa này banh xác với mình rồi. Rồi Sanjay cho tụi nó biết thế nào là cháy tóc đi, cháy tóc đi. Ui chưa chết rồi, sao Sanjay mình nó phâu nó ảo ảo thế nào á, phâu không chết được người ta mà ta là trắng máu mà đắt lòng. Thôi nhưng mà chính giết sạch rồi. Rồi ok, vậy là mình đã giết thêm một đứa nữa, đó là Su. Ui bời bờ lưu e. Bây giờ thì mình sẽ chinh phục trâu điên. Đây là trâu điên ngàn năm mới có đúng không nè các bạn. Nó đã tiến quá là từ một con trâu. Ui dắt lại ghê. Từ một con trâu cày ruộng mà thanh niên bây giờ đã tiến quá thành một con trâu đập nhau nè. Quá dữ luôn, anh cực kỳ mặc đồ cực kỳ lịch sự. Có cả một chiếc khăn cái túi nữa. Và có sừng, chắc chắn là có sừng rồi. Rồi nó mang cả bác sĩ vô đây nữa kìa bạn ơi. Giang bà cố luôn. Để kêu anh ta là đá ra những cái cú đá gì, cú đá gì rất là lạ, cú đá như ánh sáng ấy. Mình cũng chưa phân biệt là cú đá là cú đá gì nữa. Y tá hả mày, rồi y tá chết chắc với mình rồi. Chết với tên với thằng chóc bờ mới nhục nè. Ủa chiêu giấy, chiêu gì mà lâu vãi, lâu vãi. Rồi chết, hai đứa kia. Ăn đi, ăn cú đá lửa đi, rồi từ từ cháy tóc đi. Tóc em đẹp lắm, cháy vô nó mới đẹp nữa. Quyết, thanh niên đam chả mất được giọt máu nào, sao mà nhìn ống máu còn y nguyên vậy. Ôi mẹ ơi, chiêu gì đấy, chiêu này là chiêu quan tài à. Nghe đấy, 100% là gây choáng mục tiêu nha bạn. Bờ lộ e là 100% gây choáng đấy, không phải dặn vừa đâu. Đấy, từng cú đá của anh cực kỳ mạnh mẽ chứ. Xem gì của mình phâu vai cái trường nó hô tan là trắng máu không chán nặng rồi. Nó chết luôn đi. Đúng là trâu tiến quá khác rồi các bạn ơi. Nó tự đào mộ cho nó rồi nó tự chui xuống mộ đánh người ta luôn dữ chứ. Rồi cái gì đây, đi áo của ai có màu gì, áo của ai là màu gì, nói bậy, ai có mặc áo bao giờ. Đúng rồi đó, ai làm gì mặc áo, tính dụ mình à, tao tét, đúng là dân chơi tính dụ mình. Rồi con Califa hả. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nhanh con này để mình tới Kaku nha các bạn. Cho thời gian mình còn rất ít. Rồi Kaku
Hello, em dòng hỏi với ca cao. Úi da, đâu Phong, em mang tàng là hàng hóa gì mạnh mẽ không vậy? Súng trường rồi quá trời bạn ơi, nguy hiểm quá. Rồi, đá ra cả phi tiêu à. Được, được, được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, trận hình của nó bao gồm 6 người nha các bạn. Và tất nhiên là nó mang theo 4 thanh niên cầm súng. Súng này mình cũng không biết cái súng này xuất xứ từ đâu nữa. To chà bá luôn, nhìn rất là giống cái tích la. Nó có một cái nòng ở trên trên đầu á, y chang là tích la luôn, cực giống luôn. Nhưng mà cái nòng này nhiều quá, bắn lần 4 5 viên ai chịu nổi. Ôi kỳ ấy, các tu gì kỳ ấy, các tu gì mới vào chết queo rồi, đúng là phong cách của cu đen mà, mặc áo đen hèn gì chưa kịp làm cho các bạn ơi. Các tu gì mà kỳ kiểu này là, ui á, bắn được ra cả lửa à, ghê đấy. Kiểu này là các tu hết thời rồi, bây giờ là nhường chức cho Lucy thôi. Lucy là thủ lĩnh của chúng ta trong băng CP9, thì Lucy là thủ lĩnh. Thằng Kaku là mình cảm thấy nó mạnh thứ nhì đúng không? Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cho nó hạng bét luôn đi. Quay á, chưa kịp làm cho chết queo rồi. Vậy là đây mình đây đã đi xong đợt SS. Đây trái quặng tù tì hả? Trái quặng tù tì, rồi mình sẽ mở cái quặng tù tì. Yeah, không đơn giản, được cái đánh năng lượng tàu lao. Đây này là chuyên gia mình mở được mấy cái tàu lao các bạn. Rồi, để mình sắp xếp cuối một xíu rồi mình giải phóng hai cái trong tinh linh ra. Bán bớt 4 cái thẻ bài Daruma này đi. Rồi mình nhận cái này. Cái này là bao gồm cái độ để cái ma phấn là dùng để bồi dưỡng cho tinh linh nè bạn. Đó. Ok, với lại được rừng berry đó thôi. Cái này thì túi này là cái túi điểm danh 7 ngày của mình, mở ra cũng rất là nhiều đồ ngon ấy. Cái này túi đầy thì không mở được. Trong đây bao gồm có đĩa hạt Haki nè. 80 địa hạt Haki, 5 Haki Bá Vương nhân 4 tức là 20, 500 đá hải hồn và bộ tên tình yêu nhân 2. Rồi ok, đó là những cái vật phẩm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình. Nhớ subscribe kênh, kết quảng cáo đầy đủ cho mình cũng như là ủng hộ mình trong ngày mới nha. Chúc các bạn một ngày thứ tư tuyệt vời cũng như là mọi điều tốt lành sẽ đến với các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt á.